cách lựa chọn pin cho máy trợ thính thế nào. Còn Sơn xin chào bà con ha. Thì trên thị trường có rất là nhiều dòng máy trợ thính khác nhau và sử dụng các loại pin khác nhau. Nhưng mà thông dụng nha, thì mình sẽ có ba dòng như thế này: dòng máy trợ thính có dây và dòng máy trợ thính không dây và dòng máy trợ thính siêu nhỏ. Thì cái dòng máy trợ thính có dây là cái dòng xài pin to, là viên pin 2A của mình á. Pin 2A là pin này nè. Ha, viên pin này là pin bỏ trong cái đồng hồ treo tường ha. Và pin xài cho máy đo huyết áp. Thì cái máy này nó chỉ xài một viên pin thôi. Còn có những cái dòng của Trung Quốc á thì họ sẽ xài là hai viên pin 3A là pin nhỏ ha. Pin nhỏ là pin này nè. Đây là pin pin 3A. Thì pin này xài cho cái remote TV, mấy cái điều khiển máy lạnh nè. Rồi chú ha, hai cái size nha. Rồi, đây là máy trợ thính có dây của Nhật. Mình có cái con dây mình cắm vào ha. Và mình xài cái dòng pin này. Đây, Hồ Sơn khui cho bà con mình coi nha. Đây là viên pin to 2A, mình rất là dễ tìm. Nhưng mà cô chú mình nó sau này xài thì mình nên mua pin tốt như thế này. Pin alkaline là pin khô á. Thứ nhất là mình để lâu trong đây vài tháng đến cả năm nó không bị chảy pin. Còn nhiều khi mấy cái pin rẻ tiền đó, nó có vài ngàn á, nó chảy pin hư máy rất là tiếc nha. Cái dòng máy này là sản xuất tại Nhật nè. Bảo hành mình một năm thôi, nhưng mà cái tuổi thọ còn Sơn thấy là xài 3 đến 5 năm là rất là bình thường luôn. Và thậm chí cái thời gian nó xài còn lâu hơn nữa. Nên là cô chú mình chú ý mua pin nha. Pin nó rất là rẻ nhưng mà mình không để ý. Mình xài pin rẻ đó thì mình một hai tuần mình nên kiểm tra. Còn những cái pin như thế này nè, mình để cả tháng, 2 tháng hoặc lỡ mình không xài, bỏ vài tháng mình cất còn không sao. Thì pin này pin Maxell cả nhà ha. Đây, pin Maxell là pin alkaline nè. Pin Maxell nó cũng có nhiều loại, có cái dòng pin mà mình xài cho cái đồ chơi trẻ em á thì nó cũng khá là rẻ. Còn dòng pin này xài cho các thiết bị mà như thiết bị y tế nè, thì cái dòng pin này nó xài rất là bền, rất là lâu và không bị chảy pin. Rồi cô chú mình thấy nè, pin này là của Maxell nè, nó có chữ alkaline nè ha. Đây, alkaline đó là thuộc dòng pin khô ha. Rồi mình sẽ lấy một viên pin mình gắn vào máy trợ thính. Thì cái này xài cho máy đo huyết áp luôn nha. Rồi cô chú mình thấy nè, bên trong nó có dấu cộng trừ nè. Rồi xài cũng giống như những thiết bị thông thường của mình thôi. Đó, đầu cộng đầu trừ. Thì cái viên pin này á, mình xài cho thiết bị y tế là rất là tốt luôn, nhất là máy đo huyết áp, máy trợ thính. Và mình cũng có thể xài cho mấy cái đồng hồ treo tường. Đó, nó xài được lâu dài mà sẽ không có bị chảy pin. Rồi những dòng máy trợ thính khác á thì họ cũng xài viên pin nhỏ này nè. Viên pin 2A. Hoặc là cái này xài cho những cái máy massage, máy massage đúc tơ hồ nè, hoặc là đồ điều khiển. Rồi cái dòng thứ hai là dòng máy trợ thính không dây. Cái dòng máy trợ thính không dây thì mình sẽ xài cái loại pin 13 nha. Đây là pin 13. Cái này là sản xuất tại Đức luôn ha. Pin Maxell sản xuất tại Đức. Đó. Đó là nó có hai cái tên nè. BR48 và pin 13. Nó cùng loại ha. Cô chú có thấy cái dòng pin này là mình gắn ở đây pin 13 đó. Và cái dòng pin này nha. Đó, nếu mà như cô chú xài cái dòng pin 13 thì mình chỉ cần nói pin 13 là người ta biết rồi. Rồi cái dòng máy siêu nhỏ thì xài pin 12. Nó tên là pin 312 nha, mà mình hay gọi là pin 12. Đó. Nó là BR41. BR41 nha. Này cô chú thấy cái đây dòng máy nhỏ này nè, hạt đậu. Rồi dòng máy này thì nhét lỗ tai, nó xài viên pin 312, mình mua phải đúng. Chứ nếu mà như mình mua khác size á là sẽ không xài được. Rồi, còn có một loại nữa là cái máy siêu nhỏ nhỏ xíu mà của ở nước ngoài hay xách tay về á, nó xài pin 10 nha, nó còn nhỏ hơn nữa. Nhưng mà dòng đó nó không có thông dụng. Còn những cái dòng Trung Quốc á, nó sẽ to hơn pin 13. Đó. Nó sẽ to hơn cái dòng này luôn. Và đó là một số dòng pin thông dụng cho bà con mình ha, để sử dụng cho thiết bị y tế. Cô chú mình nhớ mua pin tốt để sử dụng được lâu dài và thiết bị mình nó sẽ bền hơn. Cả nhà mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Hàng mình có thể gửi qua bưu điện được đến tận nơi luôn. Rồi cảm ơn cô chú đã theo dõi. Tạm biệt và có gì thắc mắc thì gọi cho Hoàng Sơn nha. Hẹn gặp lại.